Chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đến với vườn sen đá của Nguyệt Bùi Vlog nha. Thì hôm nay á, là Nguyệt sẽ quay cho cả nhà coi là Nguyệt có một số cây mới. Đó. Giờ từ từ là Nguyệt lên đô cả nhà. Đây, Nguyệt khoe cả nhà coi ha. Đây, Ngọc Trinh của Nguyệt đây. Thì cái chậu này á, là cái chậu bonsai cả nhà. Cái chậu bonsai là một vô ba cây nè cả nhà, vô ba cây một cái chậu cả nhà thấy không? Đẹp nhẹ chốc phấn này nè đó. Đó, Ngọc Trinh của Nguyệt đây thì Nguyệt thích, Nguyệt rất là thích Ngọc Trinh. Thì còn còn ở đây nè, bông hồng đỏ cả nhà ha, cái tên của nó là bông hồng đỏ đó. Thì nó cũng có hai cây con, để Nguyệt quay cho nha. Quay lại đó, đó hai cái con đó. Mình mới sang chậu ra thì cái này nó chậu cũ nó nhỏ cái nhà, nó cứng ở đây đó. Cái này là bông hồng đỏ thì cái size của nó là chắc 23 cái nhà, cái nhà coi nè, nó rất là đẹp đó. Một vô một cái chậu đất nung như vậy đó, Nguyệt lên đô rồi cả nhà ơi. Không có giờ nhìn mấy chậu bự bự rồi nãy kia khoái. Đây, một vô cái này là sỏi thiên thanh nè. Đó. Cũng đẹp lắm. Cái này là bông hồng du. Cái này là hồng mập nè. Cái lá này nó bị héo rồi. Cây nào có phấn thì mình nhẹ tay thôi, nó trầy phấn ha. Mà nó trầy phấn là nó rất là lâu hồi, có thể là nó không hồi luôn nữa. Đây, còn bụi này là bụi mận. Mận. Mận này là đâm trứng muối ớt ăn được nè cả nhà. Đây. Đó là một, có hai cái chậu này là to nhất. Hai đầu nè. Đây mà có nhím đồ cũng... Đây mặt trời nè, mặt trời bụi. Có mon nè, mon lê, vuốt nè, móng nè, ruby xanh đó. Rồi, quay từ từ cho cả nhà coi vườn của Nguyệt nó cũng nhiều cây lắm. Nè. Cái này giống mới hay gì cả nhà ơi, cái nè. Cái lá của nó dày vậy nè, dày ơi là dày luôn. Đây. Cái này thì nó có chút lông nè. Đây, cái cây mà cái cây sơn rồng của Nguyệt đó là hôm nay nó trổ cái bông lên nè. Cái bữa cái bông cũ nó nằm bên đây, hôm nay nó nằm bên đây. Cái bông của nó mà đẹp đẹp mà nó đưa ra ngoài á, mà nó này cái bông này nó ngộ lắm, nó đi theo cái ánh mặt trời cả nhà. Nó quẹo từ 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 vậy đó. Đây trời, cái này nó đúng đẹp luôn cả nhà. Nó cứ lông lông mà nó sao sao á. Bởi vì sao mà mình, sao mà người ta bị mê sen đá là vậy. Cái cách mà mấy cái lá của nó xếp xếp lên nhau á cả nhà, nó rất là đẹp. Thì có hai con vịt đây, một có rất là nhiều cây mới mà một bỏ chung lộn xộn mà một không nhớ hết. Nhưng mà mùi đặc biệt á, một rất là thích là bánh bao cả nhà thấy không? Bánh bao nè, bánh bao đó, hai cái bánh bao, hay một cái bánh bao bự nữa nè đó. Đây mà cũng có bông hồng đỏ nữa nè đó. Những cái cây bự như vậy là mình mua tới mấy trăm ngàn một chậu đó nha.
Cái mận, mận thích lắm, nó cứ đỏ đỏ nó ửng lên. Cái này, cái nhà coi lá mà nó xếp lên mình có chút màu ở trên đây nữa, cái nhà thấy không đẹp gì đâu. Cái hồng mập này thì thôi, thì cái tay thỏ này mọi người đã tách ra rồi nè. Cái hồng sa mạc của Nguyệt này có ba đầu rất là đẹp cả nhà, ba cái đầu nè, nó sẽ lại như vậy nè. Có một cái cây này giống như là cà rết đó, nó cũng thụ lên, nó cà rết lên một khúc cái này, nhưng mà tại vì một chồng nó hơi sâu quá. Em thử đi. À, tay thỏ là mình đã tách ra từ một cái bụi lớn á, mình cứ tách ra bèo nè cả nhà, cái này cũng mới nè, cái này mình rất là thích nè, cái này là hồng điệu á cả nhà, hồng điệu nhưng mà hàng này là hàng Trung Quốc cả nhà ơi, hàng Trung Quốc mình cứ trồng thôi, hàng Trung Quốc mà mình không thể nào cưỡng lại, tuy nó hàng Trung Quốc là nó sẽ thuốc nhiều, nó dưỡng màu đồ này kia nó sẽ nhiều hơn, thấy không, nhưng mà hàng Trung Quốc nó rất là đẹp. Không, nhưng mà mình trồng hàng Trung Quốc thì cũng có cái này cái kia, còn hàng Đà Lạt thì nó cứng hơn. Đó, cái này là phiên bản to này cả nhà, đó hồng điệu này lớn nè, cái hồng điệu này là hồng điệu nhỏ nè, nhưng mà cái cánh của nó cả nhà thấy rất là dễ thương. Đó. Nó giỡn cái nó túm lại nó rất là điệu đà, cho nên người ta kêu nó là hồng điệu. Hết chỗ để rồi cả nhà ơi, không thể nào mà cả nhà nhịn này, mình nhét nó khít 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 đó. Thì những cái cây này là mua từ Sen Vĩ, bây giờ mình sẽ mình trồng nó gì đó cho nó cứng cây, và khi mà mình muốn làm tiểu cảnh hay cái gì đó là mình sẽ lấy nó ra đó. Cái chậu này cũng mới nè cả nhà, ôi cha, bán cái cười không. Cái chậu rất là đẹp, cái bông nè. Nếu mà người mà ít chứ không có chơi cả nhà, mình nhìn cây sen nào nó cũng ra, cây sen nào cũng giống ha, còn không có, mỗi cây sen nó có một cái tên hết cả nhà coi nè, cái con ra đồ, mấy cây này nó có phấn ở trên đó nữa. Cây có phấn mình càng nhẹ tay thì mình phấn nó còn đẹp chứ. Cái này cái mềm quá, mấy cây này cũng mới không à. Chậu thì mình thích chậu, mình thích hai loại là mình thích trồng đất nung với lại kiểu chậu hàng á, chậu xuất hàng á, là những cái chậu giống gì nè, mình thích trồng như vậy nên nhìn cái cây nó đẹp lắm cả nhà. Cây này á, thì là thụ lên một khúc đó cả nhà, mà tại vì một chồng nó rung rinh quá, một chồng xuống từ từ nó sẽ chồi lên thôi. Cái này hồng Hà Lan đây nè, đó mỗi cây nó có cái nét đẹp. Ngọc Trinh này cả nhà, Nguyệt á, là rất thích là Ngọc Trinh đó. Cái này cây đá kim cương. Bây giờ là mình thật sự là mình không còn chỗ để đỡ để nữa. Đây nè, bạch ngọc say mê đó, một nước sơ đây nha cả nhà coi ha, mình coi tổng thể cái vườn của mình nha. Đó, Ngọc Trinh của mình hôm nay cũng khá khá rồi đó. Cái thằng lằn này nè cả nhà, chỗ nó gớt mấy cái này xuống ha, nó gớt xuống một cái là nó mọc đầy, coi cái này nha, tự nó gớt nè, tự nó mọc luôn nha, nó gớt là nó mọc, nó rất là dễ mọc. Đó. Giờ mà muốn bay vô cũng không được, cái
cái vàng ngọc trinh nè. Cho con mẹ cũng như đó, vài bữa là mình phải có cái ngang ngọc trinh ra rồi đó. Trên một cây sen đá thì có những cái loại, những loại mà phổ thông cũng được trồng, như dễ trồng cả nhà ơi. Cả nhà ha, đó mình sẽ có một cái ghế ra mình để ở đây nè, để mình sáng mình ra mình ngồi mình ngắm cá được. Đó, mình thả một chút đồ ăn xuống. Thì hôm nay á, là mình xin được cái này nè, cây sen á cả nhà, là mình ươm vậy nè, mình trồng nó vậy nè cho nó ăn đất nè. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt một hai ba con cá gì đó. Đó, đúng rồi, mình bắt chơi vậy đó, mình bắt mình cho nó qua bên đó mình nhờ ở đó. Thì cái cục đá của Nguyệt nè, đó là mình để ở ngoài mưa nắng ha. Còn có cây nó chịu nổi, cây nó cũng không chịu nổi, tại vì nó sẽ nắng gắt rồi nó sẽ mưa vậy đó, nó bị sốc nhiệt nó chịu nổi, có những cây nó cũng chết lên đường. Và bộ bàn ghế cũng vậy, Nguyệt để ở ngoài á là Nguyệt thấy nó nắng quá, cái hôm nay là Nguyệt đem nó vô đây nè. Ở dưới đây nó có một cái miếng lưới che nắng đó, nó Nguyệt để bộ bàn ghế bên hông vậy đó, mình uống trà cái đó cũng được cho nó bớt nắng. Cái mấy cái cây đó cả nhà, thôi nó chết hết trơn giờ. Dạ, bắt đầu Nguyệt qua đây, cái này cả nhà coi nè. Bây giờ mình bỏ vô đây. Nhìn đó cả nhà, nhìn đó, cái tiểu cảnh của mình nó sinh động ha. Cây là cái sự sống, có thêm con vật sống trong nó nữa. Ai mà trồng á, cái này là phong thủy tốt nè cả nhà. Đó. Anh lấy bịch rêu, trong đó có bịch rêu. Đây. Những cái tiểu cảnh mà trồng thì bình thường. Đây. Đó. Một bó riêu cho mấy bà cá vô nữa. Đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi cả nhà. Cái này mình chậu mình nhỏ mình cũng không làm gì được nhiều ha. Mình bỏ vậy thôi. Đó. Trời ơi. Vậy thôi chứ cả nhà ha. Cả nhà có thích á, cả nhà comment bình luận cho cái nha, chia sẻ với Nguyệt đi cả nhà. Để mình làm clip á, mình có tinh thần cả nhà ơi. Mình làm clip ít người coi quá, mình cũng từ từ cũng nản cả nhà. Đó. Cá này là cá bảy màu thôi, dễ sống mà. Mình đơn giản mình làm những cái gì nó hợp cái túi tiền của mình ha. Mình không có làm cái gì mà nó ấy, thí dụ mình trồng vậy ha, qua những cái tiểu cảnh vậy đó. Thì giật cái cây này, thí dụ nó có chết đi nữa mình thế cây khác. Thấy không? Còn những cái cây mà mình muốn nuôi, muốn dưỡng á, là mình sẽ một mình nó một chậu như vậy á, mình dễ dưỡng nó hơn. Thì qua đây á là cái này đó là sen vĩ của Nguyệt á. Sen vĩ của Nguyệt là một trồng vô đây. Thế là một trồng kiểu này là có nghĩa là một dưỡng á. Một dưỡng cho nó to. Thì ai cũng vậy, người ta trồng, ví dụ người ta muốn lên sen bầu thì cũng phải từ cái sen vĩ mà ra đó, người trồng hết. Những cái này là toàn là sen đế nha. Nha, cái màu xanh này mình thích ghê. Cái này nhìn đi, nó có phấn ở trên đó đó. Vì sen đá là nó có hả cả mấy trăm loại, cả ngàn loại luôn, rất là nhiều. Tại vậy mà đặc biệt sen đá là mình đa số là mình sẽ nhập từ Hàn Quốc với lại Hàn Trung với lại Thái Lan thì xương rồng nhập nhiều. Thì những cái cây này khi mà nhập về Việt Nam á, là những cái nhà phân phối á, những cái vườn lớn á, là người ta sẽ đặt cái tên
cái tên sen đá cả nhà. Người ta đặt cái tên ra tiếng Việt để mà dễ kêu thôi, chứ thật sự sen đá ở bên nước ngoài nhập về là nó có tên tiếng Anh hết, và có những cái tên nó rất là dài và khó kêu, cho nên là người ta đặt tên là đặt tên vậy đó, đặt tên tiếng Việt đó, giống như là đá vậy đó, đá cam này bốn phương cái kiểu vậy đó. Sen đá, mà sen đá là cái loại mà nhập nhập bên nước ngoài về, cho nên là mình kêu để cho dễ nhớ, để cho biết mà cái loại đó mà mua hàng mình giao dịch với nhau thôi, chứ thật sự là cái tên của nó tiếng Anh không, nó rất là dài. Việt Nam mình thì sen đá nó có chỉ có ít thôi à cả nhà ơi, nó không có nhiều mẫu mã đâu, đa số là nhập về mấy cái vườn lớn á, người ta sẽ bỏ ra tiền triệu để người ta mua một cái cây nào đó bên hàng về, thấy không, hàng bên hàng về nó mới, giống mới là nó sẽ mắc, thấy không, đẹp mà nó mắc. Thì mấy cái vườn lớn đồ này kia, Đà Lạt hay này kia đó, người ta sẽ mua những cái cây đó, và người ta về là người ta sẽ thuần nó xong rồi người ta dưỡng dưỡng xong rồi nó sống được cái khí hậu Việt Nam, khí hậu ở đó, khí hậu ở Đà Lạt hay gì đó, là bắt đầu người ta mới nhân giống rồi, người ta làm giỏi lắm cả nhà. Còn mình thôi, kêu được mấy cây phổ thông thôi, mấy cây xịn quá là nó chết ha, trời đau túi lắm, đau ruột lắm. Cái khả năng mình tới đâu là mình ấy tới đó cả nhà ha. Cả nhà nhìn ha, cái chậu này á, nó bay lén mà hay cũng bao nhiêu loại nè, pha lê trắng đồ, Phật bà đồ, móng rồng nè, cái móng rồng này là nó, cái móng rồng kia thì nó đốm đốm, cái móng rồng này nó vậy, cái này là gì đó, điên đài tím nè, cái này nào có được cái hai đầu rất là thích, mà hồng hồng rất là đẹp, cái này sỏi thiên thanh. Mình phối được một cái cây này nên cái chậu, nói chậu bonsai, ai nói chậu bonsai mà không có trồng sen đá được đâu, rất là bình thường, mình trồng thôi, mình phối thôi. Đây có người ta đó, đó là những cái cây của mình nè, thì nó hơi bừa bộn chút xíu ha, cả nhà nhìn phía trước thôi, cả nhà đừng nhìn phía sau, chậu tùm lum hết. Những cây này mình dưỡng mình cần làm tiểu cảnh thì mình bóc nó ra, cây đó nó đã cứng. Đó. Có một cái chậu nha, nhỏ như vậy nè, thích cái nha, thì phong thủy nó tốt, xương rồng rồi đó, nó hút tia phóng xạ rồi sen đá rồi mấy cái cây này là ok hết. Ai mà phong thủy thì mình làm theo cách này được. Chán, chào tạm biệt cả nhà ha. Mình coi cả nhà mình thấy hay thú vị, cả nhà bình luận đi, bình luận đi, chia sẻ đi cả nhà. Mình làm mình quay cả nhà mà có cả nhà mà coi nhiều nãy kia là mình cảm thấy có tinh thần. Còn mình quay lên á, ít người đăng ký mà ít người chia sẻ cả nhà. Coi nhiều lúc nó cứ quay, nhiều lúc nó cũng buồn nản nản. Hay cả nhà ha. Chúc cả nhà một ngày mới an vui nha. Chào tạm biệt nha cả nhà.